Đây anh ạ. Lùi tít à? Đây đây anh ạ, cho em 6 cây vào đây. Cho em 6 cây vào đây. Anh lùi tít được không? Lùi tít được. Yeah, phải phết nhỉ. Dẫn động cầu sau. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Á Pháo. Và đây là nội dung nữa mình chuyển tải đến kênh Nhà Chú Sâu các bạn. Mãi ngày hôm nay thì mình mới đưa vật liệu các thứ lên được. Chuẩn bị cột này các bạn này và xi măng. Để ngày mai có thể là trong chiều nay, nhưng mà hồi nãy mình quay nhà chú Bí Thư thì không có chú ở nhà, thế nên là một mình có thể là sẽ không chôn cột được bây giờ các bạn. Nhờ mấy anh thợ điện nữa thì các anh vào để lắp công tơ. Và thứ nữa là mình lắp cái hệ thống điện ở trong nhà của chú Sâu chẳng hạn. Thì nay thì mình đưa cột xuống đây trước để nhà chú Trường Bản, xong là ngày mai nữa thì chôn. Cháu chào chú Kim. Cho cháu để nhờ mấy cây này với ạ. Bỏ đây được không? Thế cháu bỏ đây nhá. Đây à? Đây. Để anh 6 cây. Cháu để 6 cây chú ạ. Còn nữa thì cháu lại mang lên trên. Chú Kim đang nghiên cứu sách cái gì đấy. Ờ, cái đầu bịt của em là trên xe em hay sao ấy nhỉ? Gì đâu. Chết rồi, cái đầu bịt em lại ném đi đâu rồi? À, 1, 2, 3 được. Dây anh buộc hộ em. Dây thì ném ở đây thôi anh ạ. Chú Kim, dây thì để đây được không? Hay là mang tận lên tận trên nhà nhỉ? Dây điện đấy ạ? Dây á? Vâng. Dây bỏ đây có thằng Sơn à? Nếu mà bỏ đây được mặt, đây còn có ngoài được. Bỏ đây à? À, phải một bao xin anh ạ. Đây cái đầu bịt của em đây. Trời ơi. Chú đang nghiên cứu sách gì vậy chú? Anh xong hộ em không à? Ba này vào thêm với nhá. Nước có vào không chú? Vâng. Nước không vào được đúng không ạ? Mua bỏ đây có thể được. À vâng, cho cháu gửi với. Thế
hôm nay thoải mái là như là mình đặt chân lông thoải mái, không bao giờ sợ mưa. Vâng. Bây giờ lên tận nhà chú các bạn nhé, đường cái này lên. Lên đường này anh ạ. À anh ơi, cho em leo lên luôn. Đúng rồi. Này có đi được không anh? Chắc thôi à, có đi được không? Hả? Chắc thôi à. Em sợ tí là phải. Đó, bây giờ ném xuống đây thôi. Chào hai bạn. Bố mẹ có nhà không? Hôm nay chú lên đưa ánh sáng lên cho nhà mình. Ánh sáng điện, ánh sáng đúng nghĩa. Mắc điện. Phát này mắc điện nữa mà cái phái nó không chịu ở nhà nữa thì chắc là phải chặt chân thôi nhỏ. Hả? Phải không? Ờ, phái ra đây một chút đi. Đấy, chú hạ, anh cháu hạ xuống để lên dưới đây. Ui, từ cây rồi anh à. Phái khênh được cái này không? 50 cân đấy, không nổi đâu. Thôi thì anh hộ em. Đi vào hiện, để vào hiện nhà. Tối mưa gió. Này có ướt không? Ở cao nó mát, lúc đi dạy khó thế. Đây, em giúp gia đình này. Hôm nay không mặc áo ấy nữa nhờ. Không mặc áo đồng phục nữa nhờ. Cháy hết chưa? Vẫn có nhỉ. Còn không? Còn cháy không? Nó vẫn cắn à? Chị kiểu gì nhỉ?
nay bảo mang cái bữa trước bảo mang cái màn nhưng hôm nay chú quên mất rồi. Đây các bạn, con gà thì ấp và đẻ và ấp được 4 con. À. Con gà trống cũng to đùng ra. Cũng đang quản lý mấy con đằng kia các bạn ạ. Hôm nay là mình lắp luôn hệ thống điện trong nhà các bạn. Mai thì chôn cột cho phải chờ 3-4 ngày thì cứng mới lên. Với cảm ơn em nhá. Này là đi này sao biết chỗ này? Sao biết chỗ này? Xem nhiều cái này thôi. À, xem kênh nhiều biết à? Kiểu gì? À buộc đây. Dây này à? Đình vít à? Sau này đi ra kiểu gì? Chắc lắp một cái bóng to ở đây. À, lắp cho bọn mấy bạn này để học bàn học các cháu ở đâu? Để chú để một cái bóng ở đây. Ở đây à? Thế sạc điện thoại chỗ nào? Có yêu cầu làm một cái ổ cắm ở đầu giường không? Làm cái ổ cắm đầu giường vừa chơi bời sạc điện thoại đấy luôn à? Cái chỗ này thì quần áo này chú sợ lắm, điện vào sợ cháy chập thôi. Bảng điện chắc để đây nhỉ, em trai nhỉ? Dây cũ vẫn còn này. Tận dụng cái dây cũ này được cái gì không? Cái không dây mà mình lấy thì đúng đây đấy. Ừ. Ngày trước nó dùng ấy chứ. Sao tự nhiên lại không dùng? Ừ. Đây làm cái gỗ. Ừ, này kiểu gì ấy. Cô chú thì chắc là đi nương rồi các bạn. Tầm này. Em có máy khoa ấy không? Máy vặn vít không? Ừ. Cửa sổ à? Không có. Đây là da hay là? Đây là da. Hay nhỉ? Ôi. À, đầu hồi nhà này em ạ. Đầu hồi nhà bên hướng anh đang để cột đấy. Tóm lại là em bắt cầu dao chỗ nào? Ừ, cầu dao để ngoài đấy đi. Cầu dao ngoài đấy xong rồi hệ thống nguồn này mình mắc ở đấy luôn vào. Giỏi quá. Tìm thấy ngay nhà. Một bóng ở đây là được rồi đúng không? Một bóng học nữa. Thế hai bóng, một bóng bếp nữa. Trong nhà 8, ui cẩn thận nhá, bắt đầu nhá. Một bóng bếp. Một bóng bếp thế thì 3 bóng. Ở nhà 8 này có đèn năng lượng mặt trời rồi. Cẩn thận. Phê không? 6, chuẩn bị có quạt rồi. Thế nhỏ. Đúng không? Để chú lắp nhanh trong tuần có quạt nhá. Thế có tiền mua quạt chưa?
Chưa có tiền mua quạt à? Chết rồi, không có tiền mua quạt này. Hôm nay lấn cấn như nào mình lại quên mua cái màn. Quên mua cái màn. Ồ nhỉ, cái này ngày trước đấu kiểu gì này, ổ cắm với lại à, với cái phích này vào nhau này. Chả hiểu nhỉ. À, không phải lâu về đâu, phải câu ở đâu ấy. Đây, cái này làm luôn cái ổ cắm quạt kia gì luôn này. Này, cháu đi rửa đi. Rửa lau đi. Cái này để chú gỡ ra. Vệ sinh này. Hả? Bắt đi cầu dao luôn. Để cháu đi rửa nhé, xong là lau. Ổ chống giật cho anh đấy. Em ra anh. Có phải ổ chống giật cho anh không đấy? Ổ sờ tay vào mà được ấy. Ổ sờ tay vào được. Không ổ sờ tay vào được à? À, chú Sâu về rồi à? Chú, vâng. Cháu mắc dây điện, hôm nay cháu mắc điện cho chú. Mắc ở trong nhà chưa, thôi ngày mai mới chôn cột nhá. Ok. À, tự đan, ờ rồi. Con trâu ăn cỏ xong là chú đan được cái đấy đúng không ạ? À, lâu chú nói được câu này các bạn ạ. Mình hiểu hết. Đây các bạn, cô đang chú đi làm về quan sát. Hôm nay tự nhiên là cô A Pháo đến nhà. Không hỏi ý kiến gì cả. Cháu lắp điện cho nhá. Có cho lắp không? Có cho lắp không? Hả? À? Điện đây, hôm nay là cháu đến lắp dây điện. Đúng rồi. Đúng rồi, chú có cho lắp không? Như thế là bố có đồng ý không cháu? Hả? À? Cháu không biết. Bố có đồng ý lắp điện không? Có. Có. Mọi người dám. Hay dám. Không. Cháu muốn lắp bằng chân thôi. Cháu phải lắp. Thì không cần. À, lắp quạt vào đây. Ồ. Rồi. Rồi có quạt vào đấy, nhưng mà tóm lại là như nào, cô chú có đồng ý lắp điện không? Đồng ý cho cháu lắp thôi gì? Dạ. Chú bảo là không đồng ý đâu thì thôi cháu ngừng. Dạ. Ồ, đấy công tắc điện. Đúng rồi. Cái này. Đúng rồi, đây là công tắc điện lúc bấm này. Bấm. Nhưng mà đừng cho tay vào đây nhá. Cho tay là giật đấy. Này, đây bấm chơi này. Đúng rồi, mấy đứa bấm như này là điện nó sẽ sáng. Đấy. Ừ. Nhưng mà mình thỉnh thoảng mới bật thôi đúng không? Chủ yếu dùng quạt thôi, tại vì mình có hệ thống đèn năng lượng mặt trời rồi. Rồi, cháu lau đi. À, là có rẻ lau đi. Đúng rồi, đây để đây. Không, cháu để đây. Ừ. Nhưng mà để đây có cao quá không? Nào, 6 về đây với thử là sao? Với thử đây đến không? Không có. Thế cái này có bỏ đi được không? Hả? Bỏ đi để lắp vào đây để sáu nó mới với tới. Bố đang ra hiệu đấy là cái gì? Cái này có. Có không nào?
giảng à? Khai giảng à? Kén chùa là như nào, như nào, cái gì ở đấy? Có cần để thêm một cái gỗ không ạ? Để gỗ vào làm gì? Hả? Để gỗ vào đằng sau ấy. À, không cần đâu. Không cần đâu, có. À, có thợ rồi. Có anh thợ anh làm rồi. Thợ làm rồi. Chú ạ. Cao thế. Cao an toàn. Cao an toàn à? Nhiều lúc các bạn có việc gì các bạn đi gạt cái gì ấy chứ. Nguồn thế ở đấy luôn đúng không? Nguồn ở đấy luôn đúng không? Nguồn theo đấy luôn. Ờ. Em đi theo đấy à? Cái này thì là đoàn thanh niên người ta làm cho vốn của công an, nhưng mà thời điểm đây chắc là bán hố máy, chắc phải máy nhỉ. Anh xã. Cái tiền này đấy thì hình như là của thanh niên, đoàn thanh niên của công an huyện họ cho, nhưng mà thi công không biết bên nào thi công. Có nghĩa với xã ấy. Cái máy này là cũng là của các nhà hảo tâm bên kênh anh giúp ấy chứ. Xong là cái nhà bếp. Toàn bộ cái ngôi nhà này của chú là toàn là đồ từ thiện hết. Cả cái nền này này. Dường như là cái khung nhà này không biết là như nào, khung nhà này chắc là từ thời xưa. Khung nhà thì cô chú dựng được hay sao? Chứ còn mọi thứ của ngôi nhà này là toàn là các tổ chức từ thiện họ giúp hết. Thời điểm mình đến là biết nhà chú sâu là cái mái nhà đã dột hết rồi. Mãi sau thì mình ghi hình các cô chú nhà hảo tâm giúp thì mình sửa cái mái này đây các bạn. Sau nữa là chính là cái nhà bếp cũng quây tôn này. Tóm lại là cháu phải dựng đây đây. Để chú bịt cái ống vào. Mai nó lại rơi mất. Tóm lại là cháu kê như thế này chú. Cứ cái đầu này lên. Tối nó mưa nước lại đọng vào nó gì hết. Cấy xong chưa phải? Cấy xong hết rồi gì? Thế năm nay được lên lớp không cháu? Có. Ờ, được lên lớp đúng không? Thế năm nay cháu học lớp mấy? Lớp 7 ạ. Ồ, thế hôm trước là cháu đăng ký sách giáo khoa chưa? Rồi ạ. Đăng ký rồi đúng không? Thế năm nay cháu có đi học nữa không? Có. Ờ, không đi nữa thì bảo chú nhá. À đây, 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 bạn kia bạn ấy lấy dê về này. Đó, cái này bịt vào để nước không vào chú ạ. Bịt này là nước không vào. Nước mưa nó không vào, nó không gây gì. Đúng rồi, chính xác. Ừ, đây chú để vào đây cho cháu. À, rồi, giải thích à. Đây, dê rồi. Dê hôm nay có sức sống rồi các bạn ạ. Không dọc cài đâu, không biết chẳng cài ạ. Dọc cái cài đâu không cài đâu. Đúng rồi. Cài mua. Cái dê khỏe hơn rồi.
Ngày mai cháu ở nhà nhá. Không biết là sáng mai có được không. Sáng mai, mai tí mình gặp chú Bí Thư nữa các bạn, để xem là chú ấy giúp người được không. Chú Bí Thư với chú Kim, nãy thì mình cũng chưa đề cập đâu. Chú Kim thì mình nói qua. Hiện tại là 12 cái cột các bạn ạ. Bữa trước thì bảo là làm 3 mét thôi, nhưng mà mình nghĩ là 3 mét là ngắn quá. Thế thành ra lại 4 mét, 4 mét lại dài quá. À, dài lại so với cái xe bán tải của mình, thế nên là mình không tự gì tự đưa vào đây được. Và cuối cùng là phải thuê cái xe lôi kia. Mai một cột ở đây. Cô bảo là không có, tới được qua chỗ quế của nhà cô ạ. Đây à? Ừ. À ừ, được rồi, để chú gặp chú Bí Thư với trưởng bản. Qua quế, vườn quế này à? Vâng. Thế sao anh Trung anh đi qua được nhỉ? Cô đến bảo chắc muốn chặt đứt dây điện ở chung. À, muốn chặt đứt dây điện ở chung. À, vướng. Ờ, không được thì mình đi theo đường kia thôi. Rồi, tình hình phức tạp lên. Bữa trước thì với chú Kim thì tính ra là đi theo đường xe đi đấy các bạn. Tại vì là đất đấy nó không thuộc đất của ai, đi nó dễ. Nay thì là đi qua cái đất tư nhân của có người đồng ý, có người không đấy, phức tạp vậy. À ừ, để tầm với của các bạn này thôi. Ừ, để xem nào. À, đấy có một ổ cắm nữa à? Ồ, dây điện này thật nhỉ. Ngày xưa đã từng dùng rồi đúng không? Ngày xưa nhà cháu cũng từng dùng điện à? Thế thì do gì lại cắt đi? À, hàng xóm có người bị giật à? Giật có chết không? Chưa. Chưa chết à? Thế trước đấy bố cháu đã từng dùng điện rồi gì? À. Thế để cao lần này nhá. Ừ, để đấy đi, đúng rồi. Vậy em để tầm đấy luôn. Đây này cũng có một cái ổ này. Dây điện dây điếc kiểu gì nhỉ? À, ngày trước đã từng dùng dây điện rồi. Này của em có chịu tải được cả nồi cơm điện không? Được đấy nhỉ? Cắm nồi cơm điện thoải mái rồi đúng không? Cầu chì à? Không phải áp à? Thay bằng cái A đi em. Ừ, đây đúng không? Cầu chì này có A hơn cầu chì không? A thôi chứ. Thế thay A nào? A cầu chì ấy thôi. Hả? A thì nó chỉ ngắt ở ngoài thôi. Cầu chì hay A được? Cầu chì. Cầu chì à? A thì ngắt đơn, nó ngắt chung cả hai dây thì... Nếu nó bị giật phát thì A nó nhảy không? Cho A vào cũng được. Cho A vào khi trong nhà có sự cố ấy, bảo mấy đứa trẻ con nó giật cái A ra. Đúng không? Còn cầu chì mấy đứa nó bị sao nữa, nó không biết sử dụng. A thì đơn giản hơn. Này chú hướng dẫn này. Ở trong nhà nếu mà có sự cố mà bị điện giật hay cái gì thì cháu vào nhá, đừng có vào trực tiếp mà
kéo cái người bị giật mà gạt cái át này nhá. Cứ cho cái át này ở đây xong rồi cháu gạt. Gạt đi xa xong là điện nó sẽ cắt. Bảo có bố mẹ thế nhé. Đó. Đây là chú Xiêm này các bạn. Chú Xiêm vừa đi chăn dê về. Mấy công tác? Hai công tác là hai bóng đúng không? Xe ra kiểu gì cho ra ngoài mở bếp. Này chắc thì đấu ở trên thôi, đấu ngoài. Đâu đấy không được? Không vừa. Xe nào anh xe nào? Không vừa. Nó không vít được. Nó không ăn được. Đấu ngoài. Trong đường. Không vít được, không có cái vít. Không vít em cho gỗ vào đây. Đấu ngoài, đúng rồi, đúng rồi, đấu trên. Đâu trên à? Hai dây ở trên à? Nó cao quá không? Các bạn ấy không với được. Ngay trên ổ. Không vít được cả cây nhỉ? Ổ cho các bạn ấy xài điện thoại ăn thiết gì đấy. Ừ, xong là quạt. Ừ, ai lắp cái điện này cũng ghê gớm phết đấy chứ, đóng ba cái đinh vít vào đây này, đóng 4 cái đinh vít đều làm luôn này. Bình thường người ta chỉ chạy 2 cái thôi. Cái này để mấy đứa phải lớn lên xong là tự kiếm tiền mua tủ lạnh nhá Phái nhá. Vâng ạ rồi. Thế điện thoại của cháu đâu rồi? Để dưới kia. Để nhà bác. Nhà bác có điện để sạc đúng không? Thế bây giờ có điện rồi thì cháu có ở nhà không? Có điện thì ở nhà nhá. Chạy lung tung nhiều quá. Chú lên đây chú chợt gặp. Tóm lại là cháu phải ở nhà thì những cái gì chú giúp thì cháu mới quan sát và làm được. Ví dụ gà ốm hoặc là dê ốm chẳng hạn, cháu mới liên hệ với chú chẳng hạn thì chú mới kịp thời lên được. Thế bây giờ cho em là em Sáu này, em bé tí em không biết gì cả. Tóm lại là chú cần cháu ở nhà. Cháu không ở nhà là những cái thứ chú giúp là khó, ví dụ như dê hôm rồi là ốm. Nếu như cháu ở nhà thì có thể là quan sát biết là con dê nó ốm. Báo cho người lớn chẳng hạn, người ta làm chữa. Cuối cùng nó lắp được cái át ở trên cái bảng này rồi các bạn. Lúc nãy là định lắp rời ra nhưng mà mình... mình nghĩ rằng là lắp cái át ở đây là hợp lý nhất. Đúng tầm tay của các bạn. Trong nhà có sự cố về dây điện gì thì có thể ngừng gạt xuống. Đây em. Đây anh giữ cho. Được không? À, qua tay à? Cẩn thận ốc kia. Bây giờ mình gọi điện một cuộc điện thoại các bạn, gọi cho chú Bí Thư ở bản này.
Hôm rồi cái nhà kia là họ không cho, họ báo thế à? Hôm nay mình qua nhà chú Bí Thư, chú tên là Thái các bạn ạ. Chú đang đi rừng cơ, nãy chưa về. Gọi không nghe, chắc là chú đang bận. Ồ, đây rồi. Alo ạ? Ừ. Chú Thái hả? Ừ. Cháu hay giúp nhà chú Sâu ấy, chú có nhớ hôm bữa rồi cháu gặp chú ấy. Hôm nào nhỉ? Hôm rồi cháu cái cột điện ấy chú, cái dự án dây điện ấy ạ. Chú nhớ chưa ạ? Dự án dây điện á? Dây điện ở nhà chú Sâu ấy. Chú nào? Ồ, thế thì khả năng cháu nhầm số, có phải chú Thái không ạ? Đúng tên Thái. Nhưng mà Thái phải Bí Thư ở xài 2 không ạ? Đúng rồi. Ồ, thế chú không nhớ cháu nữa à? Sao? Bữa chú có nhớ là cháu của chú có một con cá cắn xong là bị lôi ra giữa ao không? Hai anh em cháu vào cái đường, vào bàn với chú cái đường dây điện nhà chú Sâu ấy chú. Đường vào nhà chú Sâu á? Cái dây điện nhà chú Sâu chú có nhớ không ạ? Chưa về cái cuộc nào về nhà chú Sâu đó à? Ồ nhỉ. Lâu chưa? Hôm rồi cháu bàn là cái đường dây điện vào nhà chú Sâu, cháu tặng cái dây điện nhà chú Sâu ấy, chú có nhớ không? Thế là cháu là một cái người hay làm từ thiện, hay giúp nhà chú Sâu. Bữa nay thì cháu đưa cái cột điện lên và kéo điện tặng cho chú Sâu chú ạ. À hôm nay làm rồi à? Tức là cháu mới mang vật liệu vào thôi. Thế mai mới làm à? Tức là một mình cháu thì không thể nào làm được cái cột điện, thì cháu đang ý là nhờ các chú ở thôn bản. Cháu cũng gặp chú Kim rồi, nhưng mà mai chú Kim thì chú ấy bận mất. Thế là nhờ chú xem nào là giúp cháu hai người được không, hai ba người được không, để chốt cái cột. Tí nữa thì sẽ ấy, gọi cho ông Kim. Còn mai thì cũng đi tập huấn, nếu không đi tập huấn thì mai lên cùng với anh em làm. Nhưng mà mai đi tập huấn ở huyện mất rồi. Ồ vậy ạ? Hai người gì? Hai hay ba người, để cháu có 12 cái cột thôi mà. Ok hiểu rồi, hai hay ba người. Ừ thì hai, có nghĩa là sẽ cắm cột và kéo dây gì? Cắm cột trước để nó khô. Tóm lại như này chú này, cái đường dây điện ấy thì là cháu mọi thứ cho lo hết rồi, cột thì cũng ok rồi, xi măng cháu cũng có rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà là cái đường dây điện ấy cháu hôm rồi cháu tính là tính theo đường chim bay, đường của ông Trung ấy đang đi bên cạnh nhà chú Sâu ấy. Nhưng mà nghe chừng là cái hàng xóm láng giềng là không cho dây đi qua phần đất của họ. Nhà nào? Cháu không biết là nhà nào nữa, thì là cần là các chú xem là tác động tư vấn hoặc là xin họ được không, thì đi cái đường dây nó tiết kiệm hơn chú ạ. Cái đấy nhà nào nhỉ? Phá nhỉ? Nhà Đức. Nhà chú Bảy ạ. Nhà Đức, nhà chú Bảy ấy, chú ạ. Bảy à? Bảy nhà đang xây đúng không? Vâng ạ. Đúng. Đúng rồi. Cái nhà đang xây rồi. Tức là cái cột điện của cháu thì làm thì nó là 4 mét, nó cũng cao. Nhưng mà là nếu mà bây giờ họ không đồng ý mình kéo qua là cũng giờ hơi. Hiểu, ở đây có cả đường dây của hộ gia đình với cái đường dây thắp sáng cũng vừa làm mà. Dạ dạ. Ừ. Vậy thì hai người còn hai hoặc ba người gì? Hai hoặc ba người để đào với lại là chôn cái chân cột điện mà chú. Hiểu rồi, biết rồi. Dạ, cột điện thì cháu mang đến đây rồi. Có to. Cột cháu là phi 60 ạ. 60 bằng cái cột to vừa cũng làm cái đỉnh thắp sáng ở cái tuyến tiền đấy. Vâng, phi 60 với lại là dài 4 mét. À, có nghĩa 6 mét cắt đi 2 mét à? Cháu cắt đi 2 mét cho lại nối vào. Được, tôi hay biết tỉa mà thế được, như thế là đảm bảo rồi. Vâng, thì ở nhà chú Kim thì cháu để 6 cột ở nhà chú Kim rồi. Thì là 6 cột cháu lại mang lên nhà chú Sâu này. Nếu mà các chú hộ cháu được thì tốt quá. Được, tí nó gọi điện ông Kim xong gọi lại luôn nhé. Dạ vâng ạ, cháu gọi chú vào. Dạ. Mình cũng gọi điện cho chú Thái, nhưng mà Thái này là Thái khác các bạn. Đúng Thái Bí Thư chi bộ ở bản luôn, nhưng còn cái chú kia là bây giờ làm hồi nhiều cao tuổi hay sao ấy. Phải ông nhà anh Quang. Hả? Ông Phấn chứ. À ông Phấn à? Thì
phấn ở dưới kia chứ. Người Kinh Nam Định mà. Thế là chú đã tiền phấn à? Thế là thành ra là gọi điện cho đúng chú Bí Thư. Còn chú... Xin thôi ông Bí Thư hiểu, ông đấy là ông Bí Thư. Thế thì ngày trước là chú ấy làm Bí Thư. Nhưng mà hiện tại bây giờ chú làm là chủ tịch hội người cao tuổi rồi. Thế là nhầm. Chú là chủ tịch hội cao tuổi đấy đúng hơn. Thế chú đấy nhanh nhẹn lắm. Chú phấn à? Ông phấn. Ừ, thế là chú đấy là chú nguyên Bí Thư. Nguyên Bí Thư ở thôn bản này thôi các bạn ạ. Hiện tại là chủ tịch hội người cao tuổi rồi. À anh Trung, ngày mai giúp em đào cột với. Vâng. Mai đào à? Có được không ạ? Mai không được thì ngày kia. Nhưng mà mai anh ở nhà không? Có. Mai đào cột hoặc là đào... Anh ở nhà anh có cát sỏi không? Không có. Không có à? Chỉ đâu được ít cát với sỏi giờ hôm nay em mang mỗi xi măng. À con cát sỏi. Bỏ thế ở đâu nhỉ? À. Thế này chim. Bên trên này họ hôm nọ họ làm cái mương đấy. À có à? Bên trên đấy là thấy là có một đống. À. Đây thấy ở về anh ở đây mưa đi làm về không dám về. Thấy không mà mưa à? Ừ. Sợ nhất mưa đà. À. Hả? Cái dây gì? Ôi dưới dây năng lượng, cắt cái dây năng lượng của anh thì chết đấy. Em xây để dưới nhà, em để trên này. Dạ. Xây để trên. Xây cái gì ạ? Xây. À vâng, xây em để đấy. Chỗ này thiết kế một cái bóng các bạn, cho các bạn học ở đây. Của chú Sâu ngày hôm nay là được hàng xóm các bạn cho hẳn một cái thủ lợn. Nhà hàng xóm người ta đang làm lý, hay còn gọi là cúng đấy các bạn. Đang chặt ấm ấm bây giờ. Anh Trung ơi, hôm rồi sao hình như là nghe thấy cô chú bảo là anh sang đây lấy gạo à? Hả? Không à? Không nhỉ? Phải à? Hôm đấy mẹ đi sang. Như nào? Sang bên buồn. Thế anh lấy hai bao ở đây đúng không? Bên buồn lấy chắc vợ ở nhà. Hả? Chờ vợ ở nhà lấy à? Vợ hay anh? Chờ vợ rồi. Hôm trước anh lấy con gà em biết nhá. Hôm rồi anh lấy hai bao gạo em biết đấy. Thôi mình khỏe mạnh thì mình lao động được thì nhà cô chú thì chả có gì cả.
Anh khỏe mạnh, hai vợ chồng anh khỏe mạnh, làm được thì cố gắng chứ. Lấy con người yếu thế thế làm gì? Thỉnh thoảng em lên đây vẫn cho gạo anh đây. Tết nhất em vẫn cho mà, đúng không? Nhưng mà dịp này thì không thể cho thêm anh được. Anh khỏe mạnh với vợ anh như vậy thì cố gắng lao động đi anh. Lao động mới có được chứ, anh làm như vậy, chó mèo vậy, không hay. Nhá. Hôm nào em cho thì là một chuyện. Dê giết mọi thứ em, nhà chú bị ốm thì bảo là nhờ anh sang đây chữa. Anh Dung, anh hộ được bôi con dê lần nào không? Hôm rồi nhờ bôi con dê mà anh chả lên hộ được một ngày nào cả. Gạo ghiếc lên thì anh lại tót lấy mất của người ta, thế thì sao được, đúng không? Cái bóng học này không biết là kiểu gì được nhỉ? Cái cháu học ở đây à? Cái bóng này mấy nữa để chú Hạ xem như thế nào nhé. Tạm thời để đây, mấy nữa phải đóng một cái gì ở đây cho nó đây chẳng hạn. Đóng một cái cây vuông như thế này ra. Không biết, nhưng mà em bảo này anh, hôm trước là em cái việc cần là em đang nhờ anh là giúp em sang bôi con dê. Chả thấy anh sang bôi được giúp được ngày nào, phải không? Được ngày nào không? Bôi được mấy lần? Anh mà phát hiện con dê nó ốm anh sang bôi hộ thì nó khỏi từ lâu rồi. Anh như thế là hơi bị mất nhờ ấy. Có việc mình phải lăn tay vào làm chứ, lúc cô ăn thì mới đến thì nói làm gì, đúng không? Ở đây này còn là người nhà của mình đúng không? Chú sâu mà đúng không? Chú ruột của mình cơ mà. Mình khỏe mạnh hơn thì mình phải lao động chứ. Người ta đứng không vững thì lao động mà không được thì mình lại đi lấy đồ ăn của người ta thế. Bữa trước lấy con gà, xong là sau lấy hai túi gạo em đều biết nhá. Sau cái gì nữa rồi em cho thì anh hay lấy nhá. Rút kinh nghiệm, ai chơi cho mèo đấy. Không ơi, vừa ăn nước giường này. Cho bó thôi. Kè đeo. Nhòm như thế này. Như nào bố đang bảo gì? Bố bảo tìm tỏi. Tìm tỏi á? Tỏi món gì cháu? À, Trung anh về rồi à? Chứ thế nha, chú ngắm thêm vuông chưa? À, vuông chưa? Bắn một phát.
Ồ, quá đấy chứ. Rồi, để xem nào. Thêm hai cái nữa. Qua. Ơi. Anh không trả tiền đâu nhá. Em đòi nói chuyện thủng thì lấy được tiền. Ừ. Còn không thì làm từ thiện. Không sao đâu anh. Không sao à? Không à. Thế nào? Thế em làm từ thiện à? Được không? Được thật không? Mình trêu bạn thôi, bạn cũng chỉ là người đi làm thôi các bạn. Chứ không phải là quyết định được. Cô chú thì nấu cơm xong rồi các bạn. Lâu lắm thì mình quay ở trên này, tức là lên bản. Thì mới gặp bạn Phái. Gặp bạn này khó hơn gặp chủ tịch huyện. À ừ, ổ đây để lại cô chú thôi. Xem là có dây điện không. Tóm lại là em có cái rác như này không? Có. Thế em cắt cho anh khoảng độ mấy mét nữa. Ừ, làm một cái. Cái này có dùng được nữa không? Đây em xem lại, nếu mà dùng được thì lấy cái này, mà không thì làm lắp cho em một cái nữa để sau này làm cái máy gì không? Máy nạo sắn nạo xiếc gì ấy, cần dùng ấy. Mà chú dùng cái máy nạo sắn thì nguy hiểm lắm nhỉ. Tay tiếc thì trẻ con thì nó dùng thôi, chứ còn dùng nguy hiểm lắm. Ừ, làm một cái nữa di chuyển quạt thôi. Chỉ thế là ba cái quạt đấy chứ nhỉ, ba chú ngủ mà. Bạn Phái một cái, chú Xiêm một cái. Đây là cái này là di chuyển để cắm quạt, thì mình đã làm lại, tận dụng lại cái dây trong nhà. Mình được cắm ở đây. Đó, hợp lý. Rồi, giờ cuốn vào. Em làm cho anh khoảng độ mấy mét? 4 mét là được rồi đúng không? 4-5 mét là được. Thay luôn ổ mới. 5 mét à? Ừ thì 5 mét. Chỗ này có thể cắm ở đây được đúng không? Thế này Phải ở nhà nấu cơm, có nấu cơm cho cả chú không? Phải ơi, hôm nay có mời chú A Pháo ăn cơm không? Có không? Nhưng mà nấu đủ không chứ? Nấu đủ à? Ờ. Chú ăn nhiều lắm. Đó, một cuộn. Cái đèn năng lượng mặt trời này vẫn sáng nhỉ? Đèn này sáng thật đấy. Các bạn ơi,
À, ăn cơm đi, chú nói trêu thôi, chú không ăn cơm cùng đâu. Cả gia đình mình ăn đi. Cháu với bố mẹ với bác ăn đi. Chốc nữa chú về thôi. Bữa cơm hôm nay là lắp xong hệ thống điện trong nhà rồi các bạn ạ. Mai nữa là chôn cột. Chôn cột thì phải chờ khoảng 4 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Chân cột nó cứng thì mới có thể kéo tuyến được. May quá hôm nay hai em làm. Một bạn kỹ thuật bạn làm cho mất 2 tiếng rưỡi các bạn mới lắp xong. Hiện tại là hơn 20 giờ rồi. À chú uống rượu à? Ồ. Hấp tiêu à? Ờ hấp tiêu à? Ồ không tiêu đâu. Rồi, hôm nay chú có rượu. Ờ anh cảm ơn Quang nhá. Ờ em về trước đi. Hợp tiêu không cháu không ăn đâu. Ờ không nhận hàng à. Tí cháu về thôi. Ừ. Nhận hàng đi. Không cháu không ăn, cháu mời cô chú đi. Vâng. Ừ rồi cháu ăn đi cháu. À, vậy chú rồi á, hai anh em uống à? Được anh nhỉ. Chú Siêm thì bình thường là khẩu phần là làm một ô tô, một âu to các bạn. Đấy, khẩu phần có lẽ là một âu to như vậy. Còn mọi người trong nhà thì sẽ dùng bát nhỏ, cũng uống rượu. Bữa hôm rồi đến giờ cắt tóc thì râu của chú cũng bắt đầu dài. Mai thì mình sẽ lên lại các bạn để chôn cột. Nữa thì nếu mà mang tăng tơ đi được thì cắt cho chú. Thế xong bây giờ công việc ở nhà làm cái gì à, Phái? Ở nhà chăn dê. Chăn dê á? Chăn dê chú thấy là bác Siêm đi chăn chứ? Bác Siêm xong có con chó săn. À.
Sáng thì cháu chăn, chiều bác xem chăn. Con dê hôm nay chú cũng chưa xem nó còn ngứa không nhỉ? Cái thuốc còn không cháu? Thuốc hết à? Thuốc cái loại xanh à hay là hết cái loại bôi? Bôi lấy xanh hết rồi. Con nó còn bị không nhỉ? Nó không ngứa đâu đúng không? Ừ rồi, nếu mà nó còn ngứa nữa thì nó lên nữa thì đấy nhá. Tóm lại là cái điện thoại của cháu là hiện tại đang để ở dưới nhà bác hoặc là nhà người quen đúng không? Ở dưới đây họ có điện thì mình sạc được cái gì? À. Thế bây giờ là trong khả năng là trong tuần thì cháu sẽ có điện thôi. Này chú lắp hết trong nhà rồi. Hôm nào lắp xong thì chú sẽ phổ biến cái dùng điện thì cháu biết rồi, ở trên lớp của cháu dạy rồi đúng không? Đừng có cho tay vào là được. Đấy, lúc sơ cứu, cấp cứu người thì chú lắp trong cái automat đằng kia rồi cháu ngắt một phát ở đằng kia thôi là toàn bộ hệ thống điện trong nhà là sẽ bị cắt hết. Mấy cái bóng dùng thì chủ yếu mình lắp công tắc rồi. Hôm nay bữa cơm thì có măng, đó, một cái thủ lợn. Bác Siêm thì hôm nay mặc cái áo cũng cổ các bạn ạ. Đó, mấy bữa trước thì tặng cái áo mà chú cũng không mặc đâu, không biết. Quần áo chăn màn thì nhét một đống luôn. Ồ, nếu thêm được cái tủ thì hay đúng không? Tủ thì cất quần áo nhưng mà nhìn chả bao giờ gọn gàng được nhỉ. Nước giặt quần áo thế nào? Vẫn giặt thôi chứ đúng không? Cháu thấy, chú thấy cháu là dạo này gọn gàng là hơn đấy nhưng mà bố mẹ với bác thì bác lúc nào cũng thấy nhỉ. Quần áo lôi thôi đánh thách nhỉ. Nước bác bảo nhưng bác không về. Nước có cũng không giặt được à? Hay là cái chỗ đấy nó chật quá không giặt được? Nước giặt được nhưng bác không có, lúc giặt có lúc không giặt. À, có khi là cũng không tắm đúng không? Chết nhỉ. Bố mẹ phải tắm đi chứ đúng không? Nước có mà. Phải tắm sạch sẽ đi chứ. Đây các bạn, cái điện hôm nay thì mắc xong các bạn nhé. Những thứ nó là cơ bản của một cái nông thôn mình lắp thôi các bạn. Bóng điện thì ở đây thì có thể là bóng 20W hoặc 40W. Về cái thắp sáng của nhà chú thì hiện tại là có 4 cái đèn năng lượng mặt trời các bạn. Thế nên là nếu mà dùng điện hàng tháng thì mình nghĩ là cũng không đến mức là nhiều đâu. Thắp sáng thì đã có rồi. Chủ yếu là lắp cái điện này là để các cô chú có cái quạt thôi các bạn. Quạt trong mùa hè này này. Đó, bạn này thì A Pháo đến nè. Với anh kỹ thuật anh lắp cho cái hệ thống trong nhà rồi. Để đảm bảo cháy chập thì đi đường điện cũng rất là gọn gàng rồi các bạn. Cũng không ngại nữa rồi. Đó. Chuyến sau nữa, ngày mai nữa thì mình sẽ làm cái cột. Bây giờ thì mình cũng phải trong tranh thủ bây giờ 20 giờ rồi các bạn. Mình cũng phải là xuống nhà bác Phấn các bạn. Bác Phấn thì cái bác nhiệt tình ấy. Bác kia là chủ tịch hội người cao tuổi của thôn. Thế là đi để gặp bác ngày mai, còn là trồng cái cột. Có người hộ mình nữa chứ không thì là không ai hộ. Một mình không thể làm được. Nãy bảo gặp anh Trung thì anh ấy xong anh về. Đây mẹ vợ của anh Trung này. Cháu bé thì vẫn đang chờ mà đang đây các bạn. Cũng hay lắm, mình cũng chả bao giờ nói được. Đến giờ ăn cơm rồi mà các bạn không về. Có nghĩ rằng là mình mang đồ mang quà lên chẳng hạn. Nay thì cũng không mang ý kẹo nó hết. Cũng chỉ mang đồ lên thôi. Video chắc là mình kết thúc tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh. Cảm ơn quý nhà hảo tâm, các khán giả đã xem và giúp đỡ động viên A Pháo những kỳ lên bản như này. Nay các bạn có thể xem một cái cuộc sống nữa là có thêm em bé Phái ở nhà thì mọi việc làm nhanh nhẹn hơn các bạn ạ. Các bạn thì biết. Rồi nhá. Ngày mai khả năng là cháu cứ ở nhà đi, bố mẹ cứ làm việc bình thường nhá. Những cái việc này khả năng khó bố mẹ cháu cũng không biết làm. Nếu chú lên được sớm thì chú lên, còn không nữa thì phải chiều nhá. Để chú đi lập mà các bác trưởng bản với bác bí thư nữa cơ. Thì hôm nay là họ bảo là ngày mai họ bận đấy, họ đang cúng bái gì đúng không? Ừ. Họ đang làm lý gì đấy. Ok các bạn, kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.